Ý tưởng tổ chức tiệc cưới trên bãi biển siêu lãng mạn. Một đám cưới được tổ chức ngay trên những bãi biển đầy nắng và gió giữa mùa hè rực rỡ sẽ đem đến cho bạn những ý tưởng lãng mạn. Ngoài mùa cưới vào cuối năm ra, mùa hè cũng là một thời điểm rất lý tưởng để nhiều cặp đôi tổ chức đám cưới. Nếu bạn chọn bãi biển là nơi để bắt đầu gọi hai tiếng vợ chồng đầy thân mật thì đây là những ý tưởng thú vị dành cho bạn. Màu sắc. Mùa hè luôn gợi đến cho bạn màu sắc xanh biếc của những bãi biển nhiệt đới ngập tràn nắng gió. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể làm khác đi để thay vào đó bằng những sắc màu mới mẻ và ngọt ngào hơn với màu hồng đào, xanh lơ, màu tím, màu be, màu vàng, màu xanh lá và cả màu cam rực rỡ. Hoa cưới. Bạn có thể chọn phong cách sang trọng với những loại hoa truyền thống như hoa huệ tây và hoa hồng. Nếu thích đơn giản nhưng vẫn mang màu sắc tươi vui, đúng với tinh thần sôi động của những ngày hè, bạn có thể chọn hoa thực dược và hoa cúc thúy. Trang trí. Chủ đề chung nhất cho đám cưới mùa hè là màu sắc nhiệt đới và bãi biển. Nếu đi theo chủ đề bãi biển, bạn nên xem xét dùng topper hoặc một bộ đồ ăn. Nếu chọn chủ đề liên quan đến miền nhiệt đới, bạn có thể thêm vào những ngọn đuốc hoặc những ngọn nến được đặt trong ly thủy tinh. Ngoài ra, những hình ảnh đáng yêu của biển cả như sao biển, san hô, vỏ sò cũng rất tuyệt. Thời trang. Ai cũng biết mùa hè nóng đến thế nào, nhưng ánh nắng và cơn gió mùa hè lại không thể bỏ phí. Do đó, muốn thoải mái trong mùa hè, bạn nên để các phù rể, phù dâu mặc đồ Âu. Thay vì bộ dẹ vét và phù dâu có thể mặc đầm váy ngắn. Riêng cô dâu có thể chọn một chiếc váy dài mỏng hoặc váy ngắn vạt dài. Đừng quên một đôi xăng đan không đế để bạn có thể thoải mái đi trên cát.